nuôi cái hồ cá trình này các bạn. Thì bây giờ mình quay cho các bạn xem mình thay nước như thế nào các bạn. Thì mình thay nước là cái nước của hồ mình nó bị tảo nhiều quá cho nên mình phải thay. Bây giờ là mình cứ bơm nước vô cho cá nó mình thay nước nha các bạn. Đó thì trong quá trình thay nước thì mình cũng đỡ lại ít nước, mình bơm ra bơm vô cho nó sạch hết tảo luôn. Rồi thứ hai nữa là nó đỡ chống cái sóng sốc, thay đổi nhiệt độ, tại mình dùng liều giếng khô. Đây các bạn thấy không, cái trình nó bơi tới khi mà gặp nước đó, nó hơi bơm vào thì nó lại tới cái đầu nguồn nước, nó lại cái đó các bạn. Nãy giờ cũng rất là cái hồ của mình nó đang thiếu oxy cho nên phải châm vô, và mình đang hiện tại là mình đang bơm vô và bơm bơm ra nữa các bạn. Hồ mình bỏ nắng ở bên đây nó mọc tảo quá nhiều, tảo rất là xanh luôn, cho nên là mình phải thay nước, mình thay nước hoàn toàn 100% luôn. Hồi bữa thì mình cũng có thay khoảng 50% thôi nhưng mà nó tảo nó vẫn lên lại, cho nên là mình hôm nay mình quyết định là mình thay hết 100% luôn, cứ bơm ra mà rồi sau đó châm nước vào thay hết cái lớp nước cũ, bổ sung cái nguồn nước mới vào luôn các bạn. Hồ này thì mình sẽ từ sáng giờ, như nãy giờ thì mình cũng xuống đây mình cũng vệ sinh cái hồ, giờ không có ai quay hết chỉ có mình làm cho nên mình phải làm xong mình mới quay được. Những cái oxy đó các bạn, oxy nó đang bật nhưng mà nó vẫn yếu khi cái nguồn nước nó cạn quá, nó không có tạo được cái dòng chảy cho nên nhiều lúc cá nó cũng thiếu oxy. Đồ có nhiều vậy, có nhiều em bơi đây cũng có mấy nhiều em cũng lớn lắm các bạn, bự bự thì cũng chắc cũng 6-7 kg. Thì bà cỡ đó thì 6-7 kg thì ok. Hồ này mình nuôi khoảng 100 con các bạn. Thì mình quay cho các bạn xem ha. Đó thì ở cái trình nó đang đang bơi tới cái nguồn nước. Mình làm từ sáng giờ vật vật tới bây giờ mới xong, bây giờ cũng chắc là có hay là bèo cũng 2 tiếng đồng hồ các bạn. Để bơm nước ra chờ rồi sau đó mình vệ sinh hồ luôn. Như nãy giờ thì mình làm đó thì đó, thì các bạn thấy không, cái vòi này nó bơm ra nè, mình làm cái thiết kế cái này cũng nó bị âm xuống là khoảng 30 cm cho nên là nước nó không có khô được, cho nên mình phải dùng cái máy bơm mình bơm ra. Như các bạn nào mà thiết kế thì cái hồ cho mình trên nổi thì sẽ nước hết luôn khỏi cần bơm, chỉ tận dụng. Đây mình quay cái cảnh cái hồ của mình ha. Mực nước sâu của mình khoảng 80 cm cho đến 1 m. Oxy nó rất yếu các bạn. Tại vì nó thấp là nước ít cho nên là nó không có phun ra được. Nó thổi mạnh được, thổi mạnh thì nó không có tắt, cho nên nhiều lúc cá nó cũng hơi yếu, thiếu oxy thì nó hay nổ đầu. Ở
trên mình cũng làm cho cái bóng mát, bạn thấy không, cái bóng mát mình làm bóng mát cho nó, là cho cái hồ của mình thì hạn chế tảo nó lên. Tảo có nhiều nguyên nhân nó lên đó các bạn. Thứ hai những dơ hoặc là phân cá nó thải ra mình không vệ sinh thì cũng mọc lên tảo rất là nhiều, cho nên mình cũng phải thường xuyên cái vệ sinh cái hồ đáy của cái hồ cá. Thứ nhất là tránh được cái mầm bệnh, thứ hai là thì mình làm cho cái hồ nó sạch sẽ hơn. Khi mà cái nguồn nước sạch, hồ sạch sẽ thì con cá trình nó ăn được mạnh được, thì cá trình là sống rất là nước sạch nha các bạn, chơi thì nó không có, nó bỏ ăn, nói chung nó ăn ít đi, thì cho nên mình phải thường xuyên cung cấp cái nguồn nước và oxy thật đều cho cái hồ của mình. Mình cũng cố gắng nuôi một hồ hai hồ, hiện tại thì mình có ba hồ các bạn. Mình nếu mà bơm đây trong mắt không qua một tiếng hai, cũng hai bèo nhất cũng 2 tiếng mới đầy cái hồ này, công sức hơn một nửa. Có một em nổi là vừa này các bạn, hôm nay thì mình không có thể nào, không ai quay cho mình cho nên mình không có thể nào xuống đó mà cà vớt một em đây cho các bạn xem được em. Đó, cái máy oxy các bạn, oxy là phải để cho sát sát đấy luôn. Hồ này mình tự một mình làm cho nên là cũng hơi là vất vả tí. Wow, mấy em ở nằm nghỉ dưới đây nè các bạn, thấy không, đó đó đó. Hồ mình thì bây giờ cát ở đây là phải trên ký, khi mình nuôi trình thì con cá trình đấy các bạn, thì những họ mua thì 1 trên 1 ký trở lên ở Bắc, còn dưới là mình phải nuôi cho lớn lên trên ký. Thời gian nuôi thì 2 năm nha các bạn, một lạng, khi bắt đầu nuôi thì mình thả một lạng, thì sau 2 năm sau thì mình xuất bán, nhưng mà nuôi càng lâu thì càng tốt các bạn, càng lâu thì nó càng ký nó càng nhiều. Mình cũng nuôi mà cỡ 1 ký thì mình tốt, nhưng mình nuôi thêm đợi nó được 2-3 ký thì mình bán luôn. Thì thứ nhất thì tại vì mình mua lại con giống cũng vậy thôi các bạn, nhưng mà mình thấy nó không có hiệu quả lắm, thì tốt nhất là mình nuôi thêm nửa năm, 5 tháng 6 tháng nữa là được, thì cái độ khi mà nó lớn rồi thì nó phát triển rất là nhanh các bạn. Con trình bông thì nó là khi mà còn nhỏ thì nó thời gian nó sinh trưởng rất là chậm, và cái chữ lên ký chậm lắm như vậy, khi mình lên 1 ký vượt đàn rồi thì cái tỷ lệ nó lớn rất là nhanh, cái nó gấp đôi gấp ba lần cái 1 ký đó bạn, hoặc là nó lên lúc 4-5 ký 6-7 ký cũng có bình thường. Những con nào đội nuôi trong thời gian tương đương bằng nhau thì
thì cái số ký nó sẽ tăng lên, cho nên mình nuôi lâu thì càng tốt, 2 năm 2 năm rưỡi, 2 năm rưỡi đi thì nó ok, còn bạn nào ấy nữa là 3 năm mình nuôi nữa là ok luôn, còn là 4 5 ký là rất là tuyệt vời các bạn. Nếu các bạn nào cảm thấy có ý kiến gì hay thì hãy đỡ cái comment ở phía dưới cái phần nhận xét để mình học hỏi những cái bạn những có kinh nghiệm hay hơn mình xin làm đó bài học hoặc rút kinh nghiệm ý kiến của bạn và đóng góp các bạn rất là bổ ích trong cái video của mình. Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình thay nước cá trình, thấy như con cá trình rất là to các bạn, có thể là từ hồi bạn cái nào ta, nói chung cũng bự lắm các bạn. Đây là bằng cái ống nước nhựa khi 90 các bạn. Rồi, quay tới đây thôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình, hãy subscribe đăng ký kênh và ủng hộ kênh của mình ngày ngày phát triển hơn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn trong những video lần sau. Hẹn gặp lại.